Anh Minh chính thức toang rồi, toang thật rồi. Giảm giá bán lỗ từ 6 tỷ 8 xuống chỉ còn 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Một căn siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc tại trục đường chính Tô Hồng Vân thuộc phường Thạnh Xuân quận 12, sát bên với cầu Bến Phan nha quý vị. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, sâu vào 16m, thiết kế trệt lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ được bố trí gara ô tô, phòng bếp dưới trệt, phòng khách trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Căn nhà nằm trong khu phân lô xây đồng bộ, hẻm một xẹt sát trục đường chính Tô Hồng Vân luôn, ngay cầu Bến Phan nha quý vị. Một căn nhà đẹp, đường rộng tới 12m, đường rất là rộng, xe hơi xe tải đậu trước cửa nhà. Hai bên thì sẽ có hai quán cà phê view rất là đẹp, hai quán cà phê đầu đường nha quý vị. Căn nhà mình thì hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Hai bên sẽ là hai quán cà phê. Đường Tô Hồng Vân thì nằm cách nhà mình khoảng tầm 20m thôi. Phía ngoài này thì có căn nhà phố Tân Cổ Điển thì đã bán giá được giá nha anh chị. Căn này đã bán tới 6 tỷ 8 rồi. Riêng nhà anh Minh giảm ngay từ 6 tỷ 8 xuống chỉ còn 5 tỷ 8 thôi. Và vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt nha. Hiện giờ thì anh Minh đang rất là kẹt, gồng lãi ngân hàng muốn gãy cổ rồi. Nên là cần bán lại với giá tốt nhất cho anh chị nào có nhu cầu mua để ở. Và nó đã bán rất là lỗ luôn. Đất không ở đây cũng đã tới 4 tỷ 2, 4 tỷ 3 một nền rồi. Bán chỉ có 5 tỷ 8 thương lượng thôi. Đường thì rất là rộng, hai bên sẽ là hai quán cà phê. Đường rộng tới 12m, có vỉa hè và sát với trục đường chính, thuận tiện cho anh chị mua để ở là văn phòng công ty. Anh chị mua cái kinh doanh mua bán online hoặc là chúng ta mua làm văn phòng cũng được. Căn nhà vị trí rất là đẹp nha, sát đường chính, hẻm to, hẻm rộng 12m. Có đèn đường, cây xanh, điện âm. Và nằm ngay sát với trục đường chính Tô Hồng Vân, ngay đoạn cầu Bến Phan sát bên quận Gò Vấp. Chỉ cách Gò Vấp khoảng tầm 300m thôi. Căn nhà giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 800 triệu thôi nha quý vị. Anh chị nào có nhu cầu mua chúng ta hãy gọi ngay trực tiếp về tới bên nhà Thất Bá Hưng để được bên em tư vấn và hỗ trợ đi xem nhà nhé. Đây, căn nhà ngoài đã bán về ở rồi. Căn nhà này bán được tới 6 tỷ 8 nha quý vị. Bán rẻ hơn, đắt hơn nhà mình tới 1 tỷ. Đường rất là rộng, có vỉa hè 3m, chúng ta đậu xe hơi xe máy thoải mái. Và thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại rất là sang nha. Trệt lửng 3 lầu, đầy đủ công năng sử dụng cho anh chị. Mà giá tiền chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi, và nó là vô cùng rẻ luôn. Giảm tới cả tỷ đồng rồi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh, bên trên thì được làm mái thái. Khoảng sân được tầm 1m. Bên trong có cửa nhôm Simfa 4 cánh. Và trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách, khu vực gara ô tô. Anh chị có thể thoải mái đậu xe hơi thoải mái ở đây luôn nha. Hai bên tường thì được sơn nước, xe hơi đậu 7 chỗ hoặc là xe bán tải đậu vô tư. Phía trên thì chúng ta có đèn chùm. Nhà thì cũng có tặng một số nội thất cơ bản như là sofa, bàn ăn, giường, tủ quần áo, kệ tivi. Rất đẹp luôn nha quý vị. Giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng thôi. Một căn nhà hẻm một xẹt sát với đường chính Tô Hồng Vân. Gầm cầu thang thì có đóng tủ nha. Cầu thang sẽ được ốp đá kim sa đen, tay vịn của cam xe và kính dày 10 ly, đóng xích sắc tầm 90. Bộ tủ bếp gỗ An Cường, làm một bộ bàn ăn 6 ghế này. Vậy về anh chị chúng ta có thể dán thêm giấy ăn tường nữa, là nhà rất là đẹp luôn. Mẫu nhà mình đã đẹp rồi, chúng ta dán thêm giấy ăn tường và trang trí thêm đồ trang trí là rất là đẹp nha quý vị. Chủ nhà thì đang để trống nên là nó hơi trống nha. Sau này chúng ta được trừ lại tầm mấy chục phần để làm lỗ thông gió nha. Có toilet ở trong cùng. Mình chính thức toang rồi, giảm xuống 1 tỷ, bán có 5 tỷ 8 thôi. Đất không ở đây đã 4 tỷ 2, 4 tỷ 3 một nền rồi. 5 tỷ 8 quá là rẻ nha quý vị. Và di chuyển lên trên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách nha. Sẽ có một bộ cửa kính cách âm để làm phòng máy lạnh. Trên đây có sofa, có kệ tivi và có đi sản đầu máy lạnh, có toilet riêng luôn. Lửng có nhà vệ sinh luôn nha mọi người.
Giá quá là ngon rồi, anh chị nào có nhu cầu mua chúng ta hãy gọi ngay đi. Gọi ngay về tế bên em Hưng nha. Giá bây giờ có 5 tỷ 8 thôi. Và di chuyển lên phía trên. Chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1 phòng 12. Chúng ta có giường, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ hết nha quý vị. Ban công ra ngoài tầm 1m2, cửa nhôm xin pha. Đường cực kỳ rộng, cực kỳ đẹp, thoáng luôn. Con đường rất là đẹp nha anh chị. Hẻm một xẹt sát đường chính. Giá bán bây giờ rất là rẻ rồi. Đây có đầy đủ nội thất luôn. Thiếu một máy lạnh nữa thôi nha quý vị. Dưới thì được ốp gạch 80. Hai bên tường thì chưa có dán giấy nên là nhìn hơi trống nha. Toilet riêng từng phòng. Bồn cầu khối, lavabo rửa tay, gạch ốp cao lên đụng trần. Phía đằng sau này là phòng số 2. Phòng này cũng có giường tủ, toilet riêng và có cửa sổ ra sân chơi. Căn này thì anh chị có thể vay ngân hàng tối đa phải được tầm 4 tỷ nhá. Chúng ta chỉ cần 1 tỷ 8, dưới 1 tỷ 8 tiền mặt là có thể sở hữu ngay được căn nhà này rồi. Một căn nhà hẻm một xẹt sát đường chính. Vị trí rất là tuyệt vời luôn. Và di chuyển lên lầu 2 sẽ là phòng số 3, số 4 nhá. Trên này thì chủ nhà đang để trống, chưa có làm nội thất nha mọi người. Về chúng ta tự bố trí thêm. Đây phòng rất là rộng, làm khá là đẹp luôn. Phòng ngủ rộng, toilet riêng. Và di chuyển lên lầu 3 sẽ là khu vực sân thượng, phòng thờ, phòng giặt. Đây thì đi sân bay chắc khoảng tầm 20 phút thôi. Phòng thờ rất là rộng này, có sân thượng trước đầy đủ hết nha. Có sân thượng trước, trồng cây đầy đủ hết. Chủ nhà thì chưa có trồng cây gì cả. Về anh chị mua thêm các loại cây cảnh ta trồng thêm vào thì rất là đẹp luôn. Căn nhà đầy đủ nội đầy đủ công năng sử dụng cho anh chị. Phía sau đây sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi đồ. Phòng giặt nhà này rất là to nha, chúng ta có thể để máy chạy bộ, máy tập gym trên này thoải mái luôn, trên đúc hết luôn nha quý vị. Chỉ có 5 tỷ 8 thôi, một căn nhà giá rất là thơm. Và phía sau sẽ là khu vực phơi đồ thì cũng đã được làm khung sắt rồi, chưa có mái nha anh chị. Về chúng ta lợp mái tôn lên. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ